Ngày 9 tháng 7, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới World Bank phối hợp tổ chức hội thảo báo cáo đánh giá giữa kỳ và tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 của chương trình hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam AAA. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn dự và phát biểu tại hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết hội thảo nhằm kiểm điểm những việc đã làm được, chưa làm được để đề ra giải pháp của 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 của chương trình. Theo Thứ trưởng, mục tiêu giai đoạn tới là tiếp tục cải cách thể chế, coi quản lý chi tiêu công, quản lý ngân sách nhà nước là trọng tâm. Đồng thời, nhóm ưu tiên thứ hai trong thời gian tới đó là sửa đổi các nội dung lớn của luật ngân sách nhà nước, trong đó có các vấn đề liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và những nhiệm vụ liên quan đến việc tiếp tục thúc đẩy quản lý nợ công, thực hiện đổi mới mạnh hơn quản lý tài chính khu vực sự nghiệp công. Đồng thời, hoàn thiện pháp lý đổi mới quản trị vốn nhà nước tại khu vực doanh nghiệp. Nhận định về mục tiêu tăng cường năng lực của cơ quan điều hành để cải thiện công tác lập kế hoạch và thực hiện ngân sách, ông Clay Westcott, chuyên gia tư vấn độc lập cho rằng, công tác lập kế hoạch ngân sách trong trung và dài hạn, chính sách chi tiêu và ngân sách đã tăng từ mức C lên mức B. Bên cạnh đó, 6 trên 8 chỉ số về đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính có khả năng đạt yêu cầu vào tháng 12 năm 2020. Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, hội thảo lần này không chỉ đánh giá trực tiếp cho dự án đang thực hiện, mà hy vọng qua đó sẽ đóng góp tư vấn về phương thức, đánh giá thực hiện và xây dựng chính sách quản lý tài chính, ngân sách, cũng như đánh giá các chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính công.